nhìn lại, tôi đã nhìn lại cái lịch sử cũng qua internet thì thấy từ trước tới giờ có những cái biến đổi, những cái biến cố rất là lớn trước 1975, sau 1975 và cho tới ngày hôm nay. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mà vẫn chưa có được cái hạnh phúc. Mà tới giờ phải đối diện với lại những cái họa ngoại xâm. Tôi nghe nhiều những cái thông tin ở trên internet, YouTube và đọc nhiều những cái thông tin mà nói về cái hiện trạng của đất nước, nói về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam mà bị cái sự xâm lấn nó vô lý của Trung Quốc, và có những cái cuộc xuống đường của người dân Hà Nội, Sài Gòn xuống đường. Ở đây tôi không tham gia biểu tình, không tham gia xuống đường, nhưng mà có xem trên YouTube. Mình thấy, mình suy nghĩ tại sao mà cái biểu lộ cái lòng yêu nước, phản đối cái sự bành trướng của Trung Quốc mà lại gặp khó khăn bởi chính quyền làm khó người dân, thậm chí là bắt bớ, nhiều khi là đánh đập. Mình cảm thấy rất là khó chịu và cứ đặt câu hỏi tại sao như vậy. Còn những cái bức xúc của người dân, họ xuống đường, ok, họ xuống đường ôn hòa thì để họ biểu lộ cái tình yêu thương tổ quốc của mình một cách tự nhiên, đúng không? Mà họ phải được trân trọng nữa cơ, họ phải được trân trọng. Thì tôi mới, những cái suy nghĩ đó nó nuôi dưỡng mới sáng tác ra bài Việt Nam tôi đâu. Chừng một tháng là tôi đã bị bắt. Thôi vậy đó. Thì tôi nói là anh coi như là vi phạm vào điều 88 của Bộ Luật Hình Sự là tuyên truyền chống nhà nước, án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Rồi anh cảm thấy cái tiếng nói của mình, cái sự phản kháng của mình chỉ có mệt thêm thôi, chứ không có thay đổi. Bởi vì cái chuyện của mình làm như vậy mà người ta lại có những cái nhìn nó ngược ngạo như vậy. Thì thôi, không có kháng cáo. Rồi chấp nhận mà mình giống như là thua chung vậy đó. Chấp nhận chịu cái bản án đó. Mình không có phản kháng gì hết. Nó lại vậy. Không khó tại vì người ta không có giống như cô lập vậy, cô lập anh lại. Không có cho anh hoạt động như trước. Tại vì cũng có mấy anh em nhạc công hoặc là những cái trung tâm những cái câu lạc bộ chẳng hạn, thì người ta liên lạc với bên phía chính quyền, người ta âm thầm liên lạc với những người đó, không cho cộng tác với mình, không có cho cộng tác với mình, cho nên là cái cuộc sống làm nghệ thuật của mình nó cũng rất là khó khăn. Rồi em sẽ đi lấy chồng, bỏ lại dòng sông, rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên. Cuộc sống nghệ sĩ ở trong nó là ở trong máu thì không muốn cũng không được. Thì tự cái cảm xúc mà nó khiến cho mình phải hát lên những cái tâm tình của mình, tâm sự của mình. Cảm xúc nó tạo ra cho mình phải hát lên cái tâm sự của mình.
Đó là cái chuyện không thể thay đổi được. sau cái bài hát của mình thì nhiều người cũng sáng tác, cũng hát lên những cái diễn biến gì trong xã hội đang xảy ra đó, và đang tiếp tục. Tôi thấy cũng có nhiều sáng tác mới cũng nói lên cái tương tự như vậy, cũng nói lên sự thật như vậy, để nói với mọi người là chuyện gì đang xảy ra cho đất nước vậy thôi. Cái sự thật đó nó ảnh hưởng lớn lắm.